Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay các bạn thấy này, hai ngày sau khi có cái lệnh cấm các hoạt động ăn uống vui chơi ở Sài Gòn á, hôm nay thì hoạt động thể dục thể thao cũng tạm dừng luôn rồi. Tức là các cái chỗ mà công viên mà có các cái khu vui chơi tập thể dục công cộng các bạn cũng dừng luôn. Nhưng mà hôm nay mình đang đi trên đường thì mình thấy bầu trời khá là u ám các bạn ạ, nên là mình quay lại để các bạn cùng xem luôn cái không khí, cái thời tiết, cái diễn biến ở Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc này luôn nha các bạn. Các bạn thấy là bầu trời rất u ám luôn. Trời nó cứ âm u giống như là sắp mưa các bạn ạ. Sắp mưa, sắp có báo á. Nó cứ tối tối. Lúc này thì mình là rất là mong có nắng thật là gắt các bạn ạ, tại vì mình nghe nói là trời thời tiết nắng nóng thì nó cũng cản trở cái sự lây lan của virus các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy trời âm u không? Nó rất giống như là chuẩn bị mưa nhưng thực tế là không phải mưa các bạn ạ. Nó cũng khá là oi. Gió nhẹ nhẹ. Cái bầu trời cái màu nó cứ xám đi. Không biết là tình hình bây giờ ở nơi các bạn đang ở như thế nào, nhưng mà hiện tại là đã gần 148 ca phải không bạn nhé. Tới thời điểm hiện tại là 148 ca nhiễm rồi các bạn ạ. Trong đó có một số ca thì không xác định được lây ở đâu. Ví dụ như là cái bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai các bạn ạ, có một cái bệnh nhân đó chưa xác định được lây nhiễm ở đâu trong bệnh viện Bạch Mai, tại vì có điều trị ở khoa thần kinh hay khoa gì các bạn, nhưng mà ở khoa đó lại không có ai nhiễm cả. Rồi ngay tại quê của người đó là ở Lai Châu cũng không có người nào bị nhiễm, nên là chưa xác định được cái nguồn lây nhiễm của bệnh nhân này. Đó là cái thông tin mình nghe từ thời sự. Thời tiết rất là lạ lùng đúng các bạn. Tuy nhiên là hôm nay thì cái hoạt động mà kinh doanh buôn bán đi làm á, cái hoạt động đi làm cơ bản của mọi người vẫn diễn ra bình thường các bạn ơi. Chỉ có những cái nơi mà tập trung đông người thì mới các hoạt động buôn bán mà đông người thì mới dừng thôi. Còn nhân viên văn phòng vẫn đi làm bình thường. Như bạn Diễm các bạn. Bạn Diễm là phóng viên các bạn, hôm nay là vẫn đi làm, vẫn đi ghi nhận, vẫn đi lấy tin bình thường để phát lên TV cho các bạn xem. Đấy, đi hết đường này là mình đi hết cao tốc các bạn ơi. Là mình đi ra đường Mai Chí Thọ. Các bạn lưu ý là đường Mai Chí Thọ thì ngày nào cũng có cảnh sát giao thông bắn tốc độ, nên là các bạn đi đúng làn, hai cái làn trong cùng và tốc độ không quá 50 nha các bạn. Bây giờ thì mình đang trên đường Nguyễn Hữu Cảnh này các bạn này. Đi vào sát khu vực trung tâm này thì mình thấy nó có vẻ sáng sáng ở khu vực giữa trung tâm này các bạn ạ. Đây này. Đây, mấy tòa nhà chung cư rất là đẹp luôn. Cái này là sở thú nha các bạn. Sở thú cũng đóng cửa luôn rồi đó. Mấy ngày này thì mấy bạn thú ở trong đấy thì không có du khách vào tham quan. Không biết là ở trong đấy có buồn không. Đây là tường rào của sở thú nha các bạn. Khu vực sát sát phía này mình nhớ không nhầm là cũng có chuồng sư tử gần đây này các bạn ạ. Hôm nào hết dịch sở thú mở lại mình sẽ vào sở thú mình quay để các bạn cùng theo dõi luôn. Mình sẽ đi vào một con đường rất là đẹp, đó là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hôm nay trời nó không có nắng gắt các bạn ạ, kiểu như có một cái làn mây nó che phủ bầu trời á. Rồi đường đẹp vắng rồi các bạn kìa. Bên này mấy cái trường học là cũng đóng cửa đó các bạn này. Trường Trưng Vương này. Đó, trường Trưng Vương đóng cửa này. Bên này là cũng trường Trưng Vương luôn. Bên này là sở thú nha các bạn. Đường rất là đẹp luôn. Các bạn học sinh bây giờ chắc là rất là muốn đi học rồi nhưng mà chưa thể đi học được các bạn ạ. Không biết năm nay thi cử thế nào. Tại vì cái học kỳ này chưa học được ngày nào các bạn ơi. Thì mình nghe nói là có thể thôi các bạn. Dự tính là có thể là bỏ cái chương trình học kỳ 2 bỏ trong bài thi.
thì bài thi người ta sẽ ra đề trong cái nội dung của học kỳ 1 thôi, tại vì học kỳ 2 chưa được học ngày nào các bạn ơi, tức là mới có thông tin dự tính như vậy thôi chứ cũng chưa có chắc nữa các bạn. Đấy, sở thú đóng cửa đó. Bên này là một cái bảo tàng rất là hay này, các bạn nên vào xem, hình như bảo tàng các dân tộc với sao của Việt Nam hay sao. À, bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh các bạn ạ. Bảo tàng lịch sử mình có vào đó rồi mà mình không nhớ tên, mình vào khi còn là sinh viên cũng khá lâu rồi. Trung Nguyên đóng cửa nè. Bảo tàng hôm nay đóng cửa nha các bạn. Bảo tàng chứng tích chiến tranh này trên đường Võ Văn Tần và đường cái đường kế bên đường Võ Văn Tần tự nhiên mình quên tên mất. Nó nằm mặt chính trên đường Võ Văn Tần đó các bạn. Hôm nay đóng cửa rồi. Cách đây vài ngày mình có đọc được thông tin là dự tính là sẽ dừng xe buýt luôn. Nhưng mà hôm nay là mình thấy xe buýt vẫn đang hoạt động bình thường. Taxi cũng vậy. Các cái dịch vụ giao thông công cộng thì vẫn hoạt động tốt nữa các bạn. Đây, taxi rất là đông rồi. Mình đang tính đi sang cái khu phố thời trang ở đường Nguyễn Trãi các bạn. Một cái con phố mà chuyên bán về quần áo, thời trang, giày dép, mũ nón. Rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Mình nghe nói là dịp này cũng ảnh hưởng khá là nhiều. Bây giờ mình thử đi qua đấy thử xem như thế nào nha các bạn. Từ đường Võ Văn Tần mình sẽ rẽ vào đường Cao Thắng nha các bạn. Sau đó mình lại đi sang đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mình ra đường Nguyễn Văn Cừ để mình rẽ vào đường Nguyễn Trãi. Đó là cái phố thời trang đấy các bạn. Ở đây thì các cái quán ăn lớn đều đóng cửa hết rồi. Bò Lé Rồ cũng đóng cửa luôn rồi. Phía bên này là bệnh viện Từ Dũ nha các bạn. Lúc đầu clip thì mình quay với các bạn trời khá là u ám, nhưng mà bây giờ thì đã có tia nắng lên ở phía khu vực quận 5, quận 1 này rồi. Chỗ này sát là quận 5, quận 10, quận 1. Nó ở ngã ba đó các bạn. Ngã ba của ba quận. Đường rất là vắng vẻ các bạn ạ. Mọi người đang tuân thủ khá là tốt cái lệnh hạn chế đi ra ngoài. Như mình thì mỗi lần mình đi ra thì mình cũng đi ra khoảng một tiếng rồi mình quay về thôi. Và mình cũng bị khẩu trang đồng hoàng. Đây, bây giờ mình sẽ rẽ sang đường Nguyễn Văn Cừ nhé các bạn. Ở đây có một cái trường rất là nổi tiếng, đó là trường chuyên Lê Hồng Phong. Kế bên là trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đây, trường học hôm nay cũng đóng cửa mà, đóng cửa từ Tết giờ rồi. Trường chuyên Lê Hồng Phong nhé các bạn. Kế bên đó là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cái nhà màu vàng đó các bạn. Những nhà hàng quán ăn lớn thì hôm nay đều đã đóng cửa hết rồi. Chỉ còn có mấy quán nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà cũng rất là ít khách các bạn. Đây trường Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên. Người bán hàng rong cũng không có khách đâu các bạn ơi. Đây, bán hàng rong đâu có ai đâu. Bên này có chị đang mua xoài. Rất là ế các bạn ạ. Những ngày này thì vất vả, lao động vất vả ngoài đường như các cô chú bán hàng rong thì cũng rất là ít khách, tại vì mọi người đã hạn chế đi ra đường nhiều rồi. Dịch này nó ảnh hưởng tới tất cả các tầng lớp trong xã hội các bạn ạ. Như hôm qua mình đi về mình thấy có một chú đó kiểu sống vô gia cư ngoài đường các bạn.
chú bày mấy cái đồ chơi nhỏ nhỏ chú bán thôi, nhưng mà chú cũng đeo khẩu trang các bạn ơi. Bình thường thì họ không bao giờ đeo khẩu trang đâu, nhưng mà hôm nay những cô chú vô gia cư thì người ta vẫn đeo khẩu trang, thậm chí đeo khẩu trang đi ngủ luôn các bạn. Có người nằm trên vỉa hè đeo khẩu trang ngủ luôn. Đây là phố thời trang đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Cái khu vực này là bày bán nón bảo hiểm rất là nhiều, rồi các cái loại nón chống Covid đó các bạn. Cái nón mà có cái kiếng trước mặt đó, ở đây khu vực này bán rất là nhiều nha các bạn, hai bên đường. Thì bạn nào có nhu cầu mua thì có thể qua đường Nguyễn Trãi này để mua. Nó nằm ở ngã tư Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cử các bạn ạ. Thì bán rất là nhiều các cái đồ nón chống cái nước miếng của người khác nó văng vào mặt mình, thì trong đó có thể có con virus. Đây, đóng cửa các bạn. Quán ăn. Phố thời trang này cũng là phải nói là sơ sát luôn các bạn ạ, đóng cửa rất nhiều. Tại vì bây giờ đâu có ai mua quần áo giày dép thì nhiều đâu. Chủ yếu là người ta dùng tiền để người ta mua các cái đồ dùng cơ bản cho gia đình thôi. Theo cái quan điểm cá nhân riêng của mình các bạn, bây giờ thì những người trẻ ở Sài Gòn á, tầm tuổi như mình á, hai mấy ba chục á, họ không, rất nhiều người không có nhiều tiền tích góp đâu, thậm chí là nợ nữa. Tại vì bây giờ mọi người mua điện thoại cũng trả góp này, mua xe cũng có thể trả góp này, rồi mua nhà cũng trả góp này, nên là rất nhiều cái chi phí phải trả nữa. Nên là khi mà dịch bệnh như thế này, công việc nó không được ổn định, có khi mất việc nữa, lại còn phải trả rất nhiều các cái khoản đang phải trả góp, nên là rất là khó khăn các bạn ạ. Phố thời trang này thì hoạt động chủ yếu về đêm các bạn, ban đêm là cái giờ hoạt động chính. Nhưng mà hôm nay mình đi qua đây ban ngày thì mình quay luôn cho các bạn xem. Đây, bánh nhà VC này rất nổi tiếng về cái bánh mì Thanh Long á, vừa rồi lan truyền cả thế giới về cái bánh mì Thanh Long ở Việt Nam mình. Mình vẫn đang trên đường Nguyễn Trãi nha các bạn. Thì đường Nguyễn Trãi này cái khúc phía trước mặt là đã một chiều rồi, còn cái khúc nãy giờ mình đi là đường hai chiều, mặc dù là đường Nguyễn Trãi thôi. Bây giờ mình rẽ sang đường Nguyễn Tri Phương. Có một cái băng rôn lúc nãy mình gặp mà mình không quay cho các bạn được, đó là họ tuyên truyền mình về các cái việc mà mình khạc nhổ ngoài đường các bạn. Mình không hiểu sao cái việc khạc nhổ ngoài đường bây giờ vẫn đang diễn ra rất là nhiều các bạn ơi, mình gặp rất nhiều luôn. Họ vô tư luôn. Đang cái mùa này họ hạn chế, người ta hạn chế cái việc khạc nhổ ra ngoài đường, tuyên truyền rồi, thậm chí là phải đeo khẩu trang để tránh trong cái việc mình nói chuyện cái nước miếng nó văng ra. Nhưng mà có nhiều người vẫn vô tư khạc nhổ ra ngoài đường ngay trong cái mùa dịch này các bạn. Mình không hiểu là người ta suy nghĩ như thế nào, người ta làm cái hành động rất là không có văn minh như vậy. Nãy giờ mình gặp ít nhất là hai trường hợp các bạn, đang đi mà thậm chí là phun ngang ra đường luôn, chứ không phải là phun xuống mặt đường nữa mà phun ngang luôn. Rất là khó chịu, nhưng mà không biết là làm sao để ngăn chặn cái hành động này các bạn. Những ngày này thì nó ít rồi, nhưng mà vẫn còn gặp. Phía trước mặt các bạn là cái vòng xoay, mình nhớ không nhầm là tượng Phù Đổng Thiên Vương. Trên đường nút giao giữa đường Nguyễn Tri Phương này, đường Nguyễn Chí Thanh này, đường Ngô Gia Tự nữa. Mình đã rẽ vào đường Nguyễn Chí Thanh này nha các bạn. Mình rẽ vào đường này để mình đi ngang qua sân vận động Thống Nhất một xíu, để xem là tình hình quanh khu đấy như thế nào. Sau đó mình sẽ ra đường Lý Thường Kiệt. Đa số là vắng vẻ, đóng cửa hết các bạn ạ. Có những cái cửa hàng về đồ phụ tùng xe máy, trang trí cho xe này, đề can này thì nó vẫn hoạt động bình thường. Mỗi tiệm thì có giam ba khách gì đấy, cũng không nhiều. Mấy trường công nghệ Hùng Vương này cũng đóng cửa đấy các bạn ạ. Ở đây mình sẽ rẽ vào trong cái đường này để mình đi ngang
Sân vận động Thống Nhất nè các bạn. Đây là nhà máy bia Sài Gòn nè các bạn, nằm ở trên đường Nguyễn Chí Thanh luôn. Đó, bia Sài Gòn đó, 187 Nguyễn Chí Thanh. Giờ mình rẽ vào đường Nguyễn Kim. Rồi, phía trước mặt các bạn là sân vận động Thống Nhất rồi nha, không biết là các bạn thấy chưa. Đây, sân vận động Thống Nhất đây các bạn ơi. Các cái hoạt động thể dục thể thao thì bây giờ cũng tạm hoãn hết rồi. Bên này là cái chung cư cũ này. Mình sẽ dẫn các bạn đi qua cái khu bán cái đồ cũ rất là nhiều. Đồ về điện tử các bạn, loa, loa đài cassette TV. Rồi thậm chí là đồ cổ nữa. Đây, phía trước mặt mình thôi, mình đi qua đây mình sẽ gặp rất là nhiều các bạn, khu này nhiều lắm. Quanh cái sân vận động Thống Nhất này rất là nhiều luôn. Các bạn cần mua gì thì ra đây. Mình phải mất công mình tìm tòi mình lựa một xíu tại vì đồ cũ các bạn. Khu này rất nổi tiếng người bán các đồ cũ mà hôm nay cũng dẹp hết rồi các bạn ơi. Còn rất là ít người bán luôn. Các bạn thấy này, bình thường các bạn ra đây đông lắm. Mọi người, mỗi người một góc nhỏ nhỏ bày bán những cái đồ cũ mình thu lượm được, mình mua, mình sưu tầm được ra đây bán. Nhưng mà hôm nay cũng dẹp hết rồi. Cái hoạt động ở đây đã giảm được khoảng 80% rồi các bạn ạ. Nó nằm trên đường Tân Phước, ngã ba Tân Phước và Lý Nam Đế các bạn ạ. Cái khu đường Vĩnh Viễn này cũng vậy các bạn ạ. Gió rất là lớn luôn, tại vì ở đây có cái chung cư các bạn. Trong mấy cái chung cư này nó tạo thành những cái luồng gió rất là mạnh luôn. Chung cư, nói chung là các cái tòa nhà cao tầng các bạn, gió mạnh lắm. Không biết các bạn có nghe mình nói không. Cái khu vực đường Vĩnh Viễn này, rồi đường Tân Phước này, đường Nhật Tảo này, quanh cái đường Lý Thường Kiệt này rất là nhiều các cái chỗ bán đồ điện tử cũ các bạn, rất nổi tiếng ở Sài Gòn mình, nhưng mà hôm nay cũng họ cũng dẹp gần hết rồi, buôn bán rất là thưa thớt luôn. Bình thường qua khu này náo nhiệt luôn các bạn, mà hôm nay vắng lắm, các bạn nãy giờ đã thấy rồi đó. Đây là ngã tư Lý Thường Kiệt và 3 tháng 2 nha các bạn. À, mình sẽ đi qua ngã tư luôn. Qua ngã tư Lý Thường Kiệt 3 tháng 2 một xíu thì mình sẽ gặp cái khu vực nhà thi đấu Phú Thọ các bạn ạ. Ở đây ngày xưa thì là trường đua Phú Thọ, trường đua ngựa các bạn, nhưng mà bây giờ thì không, đã lâu rồi không còn cái trường đua Phú Thọ nữa. Chỗ này thì bây giờ là các cái hoạt động thể dục thể thao, đá bóng, rồi bóng rổ, rồi cầu lông, quần vợt các thứ thôi, không còn đua ngựa. Thì có một cái làng đua ngựa, cái xóm nuôi ngựa đua ở trên Hóc Môn các bạn. Mình có đọc báo thì nghe nói là ngày xưa cái xóm đó là huấn luyện ngựa đó các bạn, để đưa xuống trường đua Phú Thọ này, nhưng mà bây giờ cũng không còn nữa. Đây, nhà thi đấu Phú Thọ đó các bạn này. Có hai cái nhà thi đấu đa năng. Phía bên này thì hiện đại và to hơn. Đấy, nhà thi đấu rất lớn nha các bạn.
cổng trường Đại học Bách Khoa trên đường Lý Thường Kiệt này các bạn này. Rồi. Trường Bách Khoa nhé các bạn. Ở xe đi lùi hết hồn lắm. Cái đường Lý Thường Kiệt này cũng nổi tiếng về bán các cái đồ nội thất, gạch, đèn trang trí, các cái đồ nội thất cho ngôi nhà mới này. Bây giờ thì trong cái dịch Covid này thì tất cả các ngành đều ảnh hưởng các bạn. Nay mình coi thời sự thì ngành gỗ cũng đang rất là khó khăn luôn. Do cái hàng nhập về từ châu Âu, gỗ nhập về từ châu Âu cũng đang bị chậm trễ. Ở trong nước thì thiếu nguyên liệu sản xuất rồi bán cũng không được nữa các bạn ơi. Do là các cái hội chợ về gỗ, đồ nội thất đó, không có tổ chức được. Thì họ đang tính là chuyển qua làm online các bạn, tổ chức hội chợ online. Tuy nhiên là cũng có cái khó khăn là cái thói quen của mình mua các cái đồ đó mình phải đi xem tận mắt, nên cũng chưa biết như thế nào. Từ đây mình sẽ, từ đường Lý Thường Kiệt mình sẽ rẽ ra công viên Lê Thị Riêng nha các bạn. Đây, mình rẽ vào cái đường này. Đường này cũng hay bán cây cảnh lắm. Bạn nào mua cây cảnh thì có thể qua đây. Đường Bắc Hải, Lý Thường Kiệt rẽ vào đường Bắc Hải. Ở đây bán cây cảnh rất là nhiều nha các bạn. Đấy, bán cá koi, có một cái trại cá koi cực lớn đây luôn. Hoa hồng à. Rồi các loại chậu, loại bình. Đấy, mình sẽ đi ra công viên Lê Thị Riêng nha các bạn. Mình đang đi cho một cái con đường nhỏ để đi vòng ra công viên Lê Thị Riêng các bạn ạ. Ở đây hình như mình có đi ngang qua nhà Đàm Vĩnh Hưng nữa các bạn ơi. Nhà Đàm Vĩnh Hưng đâu gần đây này. À kia, cái góc bên tay trái các bạn là nhà Đàm Vĩnh Hưng. Đây góc này đây. Đó, đó là nhà Đàm Vĩnh Hưng nha các bạn. Mình đang tìm đường ra công viên Lê Thị Riêng. Nhà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì kế bên công viên Lê Thị Riêng luôn. Khu này hôm nay cũng rất là yên tĩnh các bạn ơi. Đây là công viên Lê Thị Riêng này nha các bạn. Phía bên ngoài người ta bán cây cảnh này. Đó. Đây. Mình chính đi ngang cái đường ray xe lửa một xíu để các bạn cùng xem luôn công viên Lê Thị Riêng đó các bạn. Chờ đèn đỏ một xíu. Rồi. Đây là bên hông của công viên Lê Thị Riêng chứ không phải là mặt tiền chính đâu. Khu vui chơi đây cũng đóng cửa rồi các bạn ơi. Buổi tối thường thường ở đây rất là náo nhiệt nhưng mà nay thì cũng ngừng hết rồi. Viên Thỏ Trắng đó. Công viên Thỏ Trắng là tên của cái khu vui chơi ở trong công viên Lê Thị Riêng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ rẽ vào rẽ ra đường Cách Mạng Tháng 8 để mình đi ra khu đường ray xe lửa. Các bạn thấy dọc cái đường Cách Mạng Tháng 8 này rất nhiều các cái cửa hàng đã đóng cửa các bạn này. Đóng cửa nhiều lắm. Đây cái đóng cửa này. Đóng cửa rồi. Mình đang ở trong đường Trần Văn Đang nha các bạn. Phía trước mặt các bạn là chỗ đường giao của đường ray xe lửa đường Trần Văn Đang. Bên phải này là ga Sài Gòn. Bên trái là cái khu vực sửa chữa đường tàu. Đó, sửa chữa tàu trong này.
đường ray đây. Mình sẽ đi trong cái khu hai bên đường ray để các bạn xem nha. Khu đường ray phía bên này thì ít có buôn bán. Ở bên kia là cái xóm mua ve chai các bạn. Có những chỗ xung quanh đường ray rất là đẹp. Rồi mình tiếp tục đi qua cây Nhiêu Lộc. Đây, đường ray các bạn này, rẽ vào đây. Khu này rất là đẹp nhé các bạn, có cái mùa hoa mà các bạn hay đọc trên báo mà chụp ở trên đường ray là ở đây nhé các bạn. Nhưng mà ở đây đường ray trên này này thì tới mùa hoa thì các phóng viên ảnh người ta sẽ tới đây người ta chụp rất là đẹp. Mình cũng không biết cái hoa này gọi là hoa gì nữa. Bây giờ nó đã rụng khá là nhiều rồi. Nhưng mà đây chính xác là cái chỗ mà mọi người hay chụp hình đó các bạn. Đấy, ở đây phía chỗ này hoa còn nhiều nhiều còn đẹp này. Ở dọc hai cái đường ray này nếu như các bạn có thời gian mình đi tìm hiểu cũng có rất nhiều cái nét đẹp, các quán cà phê, các quán ăn họ trang trí rất là thú vị luôn. Đấy, đây đường Lê Văn Sĩ nha các bạn, đó là đường ray này đó. Đó, con đường đó chính xác là cái con đường mà mọi người chụp hình trên báo cho các bạn xem đoạn đường ray đó. Còn bây giờ mình sang đường Lê Văn Sĩ rồi. Thì hôm nay mình vừa mới cùng với tất cả các bạn đi một vòng Sài Gòn. Thì cũng là theo cái yêu cầu của rất nhiều bạn xem trên kênh mình, nói là muốn xem đường phố Sài Gòn trong những ngày này. Nên là mình tranh thủ mình quay. Nếu có cái gì nó còn thiếu sót thì các bạn thông cảm bỏ qua cho mình. Các bạn có thể góp ý vào những comment. Các bạn muốn quay cái gì, xem cái gì ở đường phố Sài Gòn trong những ngày này thì các bạn góp ý. Mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn. Thì mình vẫn tiếp tục sẽ ghi nhận những quán ăn, những món ăn ngon của Sài Gòn nữa. Nhưng mà cơ bản là những quán ăn nhỏ nhỏ đang còn hoạt động trong thời điểm này thôi. Tại vì quán lớn thì đã đóng cửa rồi. Tuy nhiên là lúc mình đi quay thì mình cũng sẽ tranh thủ mình quay nhanh gọn để về, tránh tiếp xúc đông người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.